Thánh Nhật Xuân Lãm, Cúng Nhật Nguyễn Nương, xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị hôm nay em sẽ lên những sản phẩm phục vụ của chú anh chị mình nha, và mong anh chị đăng ký kênh và nhắn cho em một like để khi mà em lên những sản phẩm mới thì gửi đến thông báo đến quý cô chú anh chị nha. Rồi hôm nay em vào like luôn nha. Đó, hôm nay em sẽ lên cho anh chị một mã sản phẩm đầu tiên. Một mã sản phẩm đầu tiên này là một bộ gồm 3 chiếc, mà cái này em bán tách rời đều được nha anh chị. Thố ngũ sắc vẽ nổi hết toàn bộ, rất là đẹp luôn nha. Họa tiết nó là vẽ hoa, dưới đáy này là truyện ký là ok rồi đó, truyện ký nè, mới chưa qua sử dụng luôn nha anh chị. Thố này đường kính là 13, cao là 7, 13 cao 7 anh chị. Họa tiết vẽ rất là đẹp luôn, 13 cao 7. Số lượng là em có 3 chiếc nha, 3 chiếc 130k một thố này. Chốt giúp em mã G1 130k một chiếc nha anh chị. G1 mã G1. Anh chị em có một cái lọ, cái này anh chị sử dụng làm cái lọ cắm hoa, lọ cắm hoa, hoặc là anh chị làm cái cắm nhang cũng được nha anh chị, cắm nhang hoặc là anh chị để bỏ đũa cũng được. Họa tiết này, họa tiết này là vẽ những cô gái Nhật anh chị đang trảy hội. Miệng nha em, miệng đo miệng lọt lòng là 6 và cao là 22. 6 cao 22. 200k một cái lọ này. 200k chút giúp em mã G2. G2 200k. Mã G2. Rồi anh chị, cái này là một mã sản phẩm, cái này là ly chung uống trà, ly uống trà có truyện ký đầy đủ cả nha, truyện ký đầy đủ. Dòng này là dòng màu đen anh chị, màu đen tử sa nha, tử sa miệng là 5, cao ly là 3. Chung này là em có số lượng trên 10 chiếc anh chị, trên 10 chiếc. 20k một chiếc nha, 20k một chiếc. Chốt giúp em mã G3. G3 20k miệng 5 cao 3. Đó, làm anh chị làm cái chung uống trà hoặc là chung uống rượu cũng ok lắm nha. Mã G3. Rồi em có một bộ gồm một bộ này là gồm 2 đĩa anh chị, một độ gồm 2 đĩa, một xanh ngọc và một xanh lá, rất là đẹp nha. Đó, nói chung là không có lỗi lầm gì cả. Họa tiết lá là lỗi nổi cộm hoàn toàn, đĩa này là không có truyện. Đẹp lắm nha anh chị. Cái này mình về sử dụng để trái cây, hoặc là anh chị để thức ăn, hoặc là dùng làm cái thay dầm trà cũng ok lắm nha. Đường kính là 26, hơi xong lòng một xíu nha. Cao là 4.5. 26 cao 4.5. Rồi cặp này là 110k. 110k cặp này, chốt cho em mã G4. G4 110k 2 chiếc. Mã G4. Rồi anh chị em có một cái này,
Một này là một cái set ly, set ly uống trà có nắp, gồm ba chi tiết nha, một đĩa lót, một ly và một nắp. Ly này là vẽ rồng anh chị, vẽ rồng. Cái này là dính keo chứ không có vấn đề gì hết nha. Dòng sứ này là sứ cao lanh, nó rất là mỏng anh chị, rất là mỏng. Chuyển ký ok rồi nha, chuyển ký là ok rồi. Miệng ly anh chị, miệng ly là 11. Miệng ly là 11, cao ly là 6. Rồi set này là 140k một set anh chị. 140k một set, chốt giúp em mã G5. G5 140k một set, mã G5. Em lên tiếp anh chị một mã sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm này là ly, này gọi là ly tham thâm anh chị, ly tham thâm. Vẽ cái này nó có rồng nổi nha, rồng ngoại nổi ở phía trong lòng. Phía dưới đáy này là sẽ có một cái lỗ. Đó, men này là xanh ngọc ngày xưa nha. Đấy. Xanh ngọc anh chị. Ly này anh chị, ly này khi mà em cho nước vào nửa ly nha, ở phía dưới này nó có một cái lỗ này thì nó sẽ không có bị chảy nước ra. Đây anh chị, đó, em cho nửa ly nước vào nha, nửa ly nước vào thì nó phía dưới này nó sẽ không có bị rơi nước ra ngoài. Mà khi em cho vào lượng nước là đầy ly nha, cho lượng nước đầy ly. Đây thì phía dưới này nước sẽ bị rơi ra ngoài nha, bị rơi ra ngoài nè anh chị. Đó gọi là ly tham, ly thâm, tham và thâm. Dòng này nó rất là đặc biệt nha. Miệng ly là 8, cao ly là 6.5. 450k ly này anh chị, 450k ly này. Chốt giúp em mã G6. G6 450k, mã G6, một cái ly tham và thâm. Rồi em lên tiếp anh chị một mã sản phẩm tiếp theo là một cái bình trà. Bình trà anh chị, bình trà này là hạt, một cái bình trà hạt, cái quai của nó chị, quai này nó rất là lạ nha, quai này là cái quai này cầm rất là lạ tay. Hạt dung tích bình này là khoảng tầm là 200ml nước thôi, dưới đáy này là có truyền ký đầy đủ, dưới đáy truyền ký là ok nha. Lọc bên trong là lọc tổ ong cũng rất là đẹp luôn anh chị, lọc tổ ong ở bên trong cũng rất là đẹp luôn. Bình này dung tích khoảng là 200ml nước, 250k cái bình trà này. 250k nha, chốt giúp em mã G7. G7 250k. Mã G7. Rồi, em lên anh chị một cái mã sản phẩm tiếp theo là một song trầm. Một cái song trầm anh chị. Song trầm này chất liệu báo rõ trên line là chất liệu là bằng đồng. Bằng đồng anh chị. Hai bên này sẽ là rồng. Rồng vây quanh quấn quanh cái song trầm này, và ở phía trên nắp anh chị, trên nắp này là lăng nha. Trên nắp là lăng. Dưới đáy là có truyện nha, dưới đáy có truyện,
cao của sông Trầm cao đến nắp là 11 400k cái sông Trầm nè anh chị. Chốt giúp em mã G8. G8 400k, mã G8. Em sẽ để sát màn hình anh chị xem cái sông Trầm này. Rồng quay quanh hết nè. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi mã G8 400k. Rồi anh chị, em có một cái mẫu bình. Bình này là bình form dáng là form hút lọc. Rạng anh chị, cốt nặng dày, hoa mẫu đơn, hoa anh đào và cặp uyên ương chim nha. Dưới đáy của bình này là có truyện ký ok rồi. Miệng bình là 6. Cao đến miệng bình là miệng 6, cao 16. Vòng bụng là 48 ạ. Vòng bụng 48. 190k bình này. Chốt giúp em mã G9. G9 190k, mã G9. Cặp bình, cái bình này là em có số lượng là một đôi anh chị, mà anh chị chốt một chiếc hoặc là một đôi đều được nha. Mã G9. Rồi, em có một tượng. Tượng này là tóc anh chị. Tóc này đang ngậm những đồng tiền vàng. Chất liệu của tượng gỗ, cái này là bằng gỗ nha anh chị, gỗ, chất liệu là bằng gỗ. Nói chung là họa tiết nó là làm rất là tỉ mỉ và sắc sảo. Cao là 10, cao là 10 và ngang là 15. 500k tượng gỗ này, chốt em mã G10. G10 500k, mã G10. Đẹp lắm nha anh chị. Mã G10. Và em có một cái đĩa cảnh. Một đĩa cảnh, đĩa này là vẽ hổ anh chị, hổ. Báo rõ là cái này là tàu anh chị ạ. Tàu. Đường kính của đĩa này là 36. Mạch sâu của đĩa là cũng có truyền ký đầy đủ hết nha. 36. 300k đĩa này em sẽ tặng kèm anh chị kệ. Tặng kèm kệ nhựa và chung nha. 300k mã G11. G11 300k. Một cái đĩa con hổ. Rồi, em có tượng. Tượng này là một khỉ mẹ và một khỉ con. Chất liệu là bằng gan anh chị. Chất liệu bằng gan, cái này nặng trên 1kg nha. Trên 1kg. Đó, một cặp tượng khỉ mẹ và khỉ con. Một cặp tượng khỉ mẹ khỉ con. Cao là 11 năm. Rồi cặp này là 270k. 270k nha, chúc giúp em mã G12. G12 270k. Chất liệu là bằng gan nha anh chị. Cao là 11. Cao của khỉ mẹ là 11.
có một cặp kỳ lân anh chị. Một cặp kỳ lân này là bằng chất liệu là bằng đá nha, bằng đá đó, một cặp đối nhau nè, bằng đá anh chị, rất là nặng nha. Chị những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo qua hai số điện thoại 0935 245 244 hoặc là số 0913 330469 nha. Like hôm nay em xin kết thúc tại đây và hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị.